Đây là da của bác sĩ sau một đêm sử dụng sản phẩm. Da ẩm mịn không đổ dầu, hiệu quả chán gương, nói hơi quá. Nhưng độ căng bóng và mướt mịn của da ổn đó. Muốn da căng bóng phải có HA. Và HA cũng có nhiều loại. Đây là em serum HA mà bác sĩ đang dùng gần đây. Em serum này đặc biệt ở chỗ có chứa phức hợp 7 loại phân tử HA, từ tiểu phân tử tới đại phân tử, giúp dưỡng ẩm đa tầng, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Với kích thước khác nhau, dưỡng lớp ngoài giúp hạt chất thấm sâu vào da, không bị bay lôi hết. Ngoài ra, sản phẩm còn có sự kết hợp với Agenosin, Melachit, làm dịu da ngay tức khắc khi da bị cháy nắng, kích ứng, sưng tấy, chống oxy hóa, bảo vệ da giúp da săn chắc hơn. Và tất nhiên sau bước serum nên có một bước kem khóa ẩm để hoàn hảo nhất nhé. Đây là em kem dưỡng HA kết hợp với B5 cùng của nhà La Bonita. Cũng là phức hợp 7 loại HA nhưng có thêm 2% niacinamide giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, đồng thời giúp sáng da, mờ thâm. Và còn có thêm vitamin B5 giúp xoa dịu làn da tổn thương, củng cố hàng rào bảo vệ da tốt hơn. Chất kem ổn, thấm nhanh, cảm giác không nặng mặt nhé. Đây là da của bác sĩ sau một đêm sử dụng sản phẩm. Da ẩm mịn, không đổ dầu, hiệu quả chán gương, nói hơi quá. Nhưng độ căng bóng và mướt mịn của da ổn đất, sản phẩm phù hợp cho những làn da đang treatment, peel da khô sạm, cần phục hồi nhé. Hãy bổ sung HA vào quy trình dưỡng da sớm nhé. HA hiện nay được tìm thấy rất nhiều trong các sản phẩm làm đẹp. Nó là một phân tử có khả năng giữ nước cực tốt, là một thành phần giữ ẩm, mang lại độ ẩm mịn cho làn da. Da khô hay da dầu, mùa lạnh hay mùa nóng thì cũng đều cần dưỡng ẩm nhé. Đây sẽ là làn da của bạn nếu bạn duy trì việc dưỡng ẩm với HA nhé.